bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Đó, rồi thấy chạy rất là nhẹ ha. Thì mình làm cái này là phần zin em ha. Làm zin. Đây xin chào anh em WS110 nha. Sẵn đây đang làm cái nồi mình quay lại cho anh em tham khảo luôn ha. Thì cái xe này là 12 năm chưa có làm nồi làm máy hết nha. 12 năm nha. Để chủ xe nói là mình sao mình nói lại cho anh em vậy ha. Thì mình kiểm tra cái nồi là còn zin nè, chạy 12 năm nha. Chuông nồi thì sọc hết rồi, nói chung là tới lắm rồi ha. Để chủ xe qua làm ha. Đó, chuông nồi sọc hết rồi. Bố nồi thì mòn chai ở đây. Đó, 12 năm chưa làm nồi làm máy. Giờ qua bên độ xe của Nam làm lần đầu tiên nha. Đây phun cái bố nồi sau nha. Đó, để chai cháy đen thui nè. Đó. Thì bắt đầu mình tiến hành là làm phun cái nồi thái cho chủ xe nha. Cái chuông này mình thay, bố này mình thay nha, bố này mình thay luôn. Nói chung cấu hình là mình là làm phun mới cho chủ xe. Rồi, giờ bắt đầu tiến hành đi làm nha. Chút nữa mình sẽ quay lại cho anh em tham khảo quá trình lắp ráp của mình luôn. Rồi, mình xin chào tất cả anh em. Chào anh em quay S110 nha. Sẵn đây mình quay lại cho anh em tham khảo cấu hình làm phun cái nồi thái cho chủ xe nha. Tại chủ xe thích cái nồi thái quá. Xe coi bên tiệm rất là nhiều rồi, chủ xe muốn làm chạy cho bóc nha. Thì cái xe này là 12 năm rồi chưa có làm gì hết nha. Thì anh em thấy là cái chuông nồi rồi kia là sọc hết ra, mình sẽ bỏ nha. Mình không có làm chuông này chuông cũ đi vớt là dán bố ha. Bố mình bỏ luôn. Đó, nói chung là bố cũ chủ xe là sắt, bố cũ chủ xe là mình bỏ hết nha. Rồi, mình sẽ đi chủ xe là phun cái đồ mới. Với lại là cái chuông heo của chủ xe bị rơ á, mình làm lại chủ xe là hết rơ luôn nha. Em thấy là giờ là không còn rơ nữa ha. Rồi, về xong cái chuông heo xong nha. Rồi đến phần chuông là mình thay chủ xe là phun một cái chuông mới nè, mới kèm xe ben nha. Đó, bao giày cho anh em luôn. Thấy không? Bao giày cho anh em luôn. Rồi. Về cái phần bố là mình đi chủ xe là phun cái bộ bố gang mới nha. Phun bố thái nha, bản lớn và mặt dài nha. 1 2 3 mấy trăm trăm. Đó, 1 2 3 nha. Rồi anh em rờ tay vô rất mạnh tay nè, nó không bị là xước tay của anh em ha, quá đã ha. Rồi, đi phun chủ xe là phun bố nồi sắt nồi Thái Lan bản lớn một mình sắt mình cho anh em. Phun cấu hình là 3 bố và 2 sắt nha. 1 2 3 1 2 ha. Sắt là trắng mình cho anh em ha. Đó anh em coi ha, chưa qua sử dụng nha, mới đẹp 100%. Rồi giờ mình tiến hành lắp ráp vô, sẵn đây mình anh em theo dõi cái lắp ráp rồi anh em thử lắp tại nhà luôn nha. Rồi, chào tất cả anh em. Rồi giờ sư phụ bắt đầu tiến hành là lắp cái nồi vô nha. Sẵn đây mình quay lại cho anh em tham khảo ha. Thì phun cấu hình là 3 lá bố và 2 lá sắt nha. Đó, cấu hình là mình đi rinh thái cho chủ xe. Thì anh em thấy là sư phụ mình đang tiến hành lắp ráp vô, lắp bên ngoài nha. Chút nữa sư phụ mình sẽ cho vô bên trong. Đó. Bố sắt cũ chủ xe thì mình bỏ, mình đi bộ mới chủ xe cho nó có độ bám tốt hơn ha. Quay S110. Sau khi cho ba lá bố vô mình sẽ cho cái mặt ép vô nha. Mặt ép. Rồi mình sẽ tới cái bộ lá sắt nha. Đó, sắt. Rồi tới mặt ép lá sắt bên ngoài nữa. Đó, cái xe này thì xài lá thép nha. Không có xài cái lò xo anh em ha. Đó, đời quét 110 nè, xài lá thép. Còn cái đời sau này nó xài lò xo lại nha anh em. Rồi bắt đầu cho cái nồi sau vào chuông ha. Rồi sư phụ anh tiến hành là cho cái bố ba càng vô và tiến hành là cho lồng đèn chặn phe nha. Đến lồng đèn outside và tới tán ha. Đó, phun cấu hình nồi thái đáp cho quay S110 nha. Rồi tiếp tục mình bắn nồi nha, bắn nồi rồi sau là mình sẽ cho còn muỗng vô và mình tiến hành là chỉnh nồi cho anh em. Rồi mình kiểm tra cái độ rơ của cái chuông nồi luôn nha, để nó có độ rơ nhất định để nó có còn chạy nha anh em ha. Chứ bắn mà nó chết là không được nha. Rồi tiến hành lắc kê cái lồng đèn chặn phe. Rồi tiếp đến là mình sẽ cho cái nắp lọc vớt ly tâm vào nha anh em ha. Nắp lọc vớt ly tâm này nó sẽ có một cái roan ngoài nha. Anh em nhớ để ý, đừng có để rách cái roan ngoài ha. Và mình siết nhớ đều tay để cho không bị tẹt vớt ra ngoài nha. Đó, sư phụ bên đây thế anh cho vô. Đây còn hai lốc nữa này nữa con. Con cho nó để con à. Trong đó hả? Trong này có con à. Rồi tiến hành lắc kê ba con
nắp lồng nhớt ly tâm nha. Đó, thì sư phụ mình dặn theo cách của sư phụ mình luôn ha. Rồi bắt đầu cho cái mỡ bò với lại là đạn vô nha anh em. Nắp cho mỡ bò để bắt đầu nó nuôi cái bạch đạn nữa ha. Rồi tiến hành cho còn muỗng gì nữa mà là xong mình sẽ. Rồi tiếp theo cho cái còn muỗng gì nữa là mình ốc nồi cho anh em ha. Rồi mình tiến hành chỉnh nồi vũ xe và mình test thử cho anh em nha. Rồi chào anh em ha. Rồi mình đã làm xong cái nồi thái cho chiếc quay S110 nha. Sẵn đây mình chạy thử cho anh em. Đó, full của mình nồi thái là bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Đó. Chạy test thử rồi mình giao xe cho chủ xe. Bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Đó, nồi thái chạy rất là nhẹ ha. Thì mình làm cái này là phần zin nha ha. Làm zin thái cho anh em. Đó, mình đầu chỉnh nồi rồi mình giao xe nha. Thì anh em muốn làm cái nồi chạy mạnh móc thì có thể qua bên độ xe Việt Nam để mình tư vấn làm cho anh em ha.